Em đi nào một lần đầu luôn hả chị? Lần đầu. Cái hồi nhỏ thì mình cứ nghĩ là để tự lên tự thấy đúng không? Ừ. Có thằng kia nó cũng tỷ đại này, cái nó đưa số điện thoại, thấy Dạ. nó đưa số kia con hết rồi thì cô đưa cho em coi. Cái kiểu mình cũng không biết cái chỗ mô nữa đó, Dạ. có người làm rồi dẫn kỹ mình mới dám ta mình. Dạ đúng rồi. Cái nhiều chỗ lắm Chứ mình không đưa đi vô cũng tội nữa, tại không. vì nhiều khi làm không đúng rồi nó vừa đau mà vừa đủ thứ nữa. Nó không hết rồi tội nó thêm. Cái thằng cháu của em kêu cái ông trong mặt người ta muốn nhanh đứa hết đó. Kêu cái ông ta làm từ đêm đứa em mới tới đây à, làm hết rồi nhìn cái mặt lăn có. Dạ. Hiểu được là nặng dễ lắm, trị đến dễ lắm chị. Mình không hiểu được để lại di chứng rất là ghê. Không dám tới cũng muốn trắng không ngờ làm rồi như thì mình mới dám tới. Dạ. Đau mê em. Dạ, Dạ, cố gắng nha. Còn đau nữa, đau nhiều lắm. Em nghĩ đông khách là chị nghĩ đông khách mấy người là dễ sợ luôn. Ý nặng quá chứ đi cái đông khách. Ngày chị về ngày hôm qua chị về lễ thấy á, chị khóc ở lại giữ đường chứ.
ăn nhiều. Đau rồi đó. Mà Trang các bạn tay hơi cứng. Tay cứng lắm. Đi xong hơi rồi nên đi hả? Để bên kia.